Sáng nay, quận Hải Châu tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2022 và triển khai nhiệm vụ mới. Năm qua, nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương quận Hải Châu được lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ và đạt kết quả toàn diện, hoàn thành các chỉ tiêu ba nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành đạt chất lượng tốt như tổ chức nắm và quản lý chắc tình hình, tham mưu dự báo trước không để bị động bất ngờ, công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng luôn được chú trọng phối hợp tuần tra giữa các lực lượng theo quyết định 8394 của Ủy ban Nhân dân thành phố, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Năm đến, quận Hải Châu tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của đảng, chính sách pháp luật về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, trong đó đề ra 8 mục tiêu, giải pháp cụ thể để cán bộ và nhân dân trong quận quyết tâm thực hiện.